ta mời mọi người tới đây là vì muốn nhắc lại lệnh phong tỏa bờ sông. Đội thứ nhất đóng ở phía Gò Liên Tử, tuân lệnh. Đội thứ hai đóng ở phía ngọn Bích Ngọc, tuân lệnh. Đội thứ ba đóng ở phía Vịnh Giáng Long, tuân lệnh. Đội thứ tư đóng ở phía Đồng Hòa Thượng, tuân lệnh. Phó Khánh, đại ca, uống ít rượu thôi, làm lỡ đại sự thì ta sẽ hỏi tội đệ. Đại ca yên tâm, nhớ kỹ lấy. Mọi người, khi chúng ta cạn ly, thứ chúng ta uống vào không phải là rượu mà là máu. Đã rõ. Hạng Thế Trung dũng mãnh chế ngự địch, Lương Hồng Ngọc đánh trống trợ trận, sau này chắc chắn sẽ trở thành câu chuyện đẹp lưu truyền thiên cổ. Lui ra đi. Ta ngủ quên mất. Đúng đó, còn ngáy nữa. Nào, lau mặt đi. Tướng quân đã mấy ngày nay không ngủ rồi. Qua đây. Có muội ở bên cạnh, cho dù phải chết trên sa trường cũng đâu có gì là hối tiếc. Không được nói những lời xui xẻo đó. Đói bụng rồi phải không? Tới ăn chút đồ đi. Ta không muốn ăn. Mấy ngày chinh chiến, Kim Ngọc Trục mặc dù không giỏi thủy chiến, nhưng muốn đánh bại hắn không hề dễ dàng. Vậy Nô Gia đói rồi, tướng quân ăn một chút cùng muội đi. Cái bánh này lạ quá. Hai đầu to, ở giữa lại nhỏ, ai tặng đấy? Hôm nay khi muội ở trên bờ, có một lão bách tính đưa nó cho muội, nói rằng nhất định phải đưa cho tướng quân nếm thử những món đặc sản ở bên này. Cái gì vậy? Địch doanh tựa chiếc bánh, đầu lớn ở giữa nhỏ, chặt một nhát trúng giữa, hai đầu không thể nối liền. Mọi người nghĩ, người này muốn nói cho chúng ta biết, thuyền của người Kim hai đầu tuy mạnh, nhưng ở giữa lại yếu. Nếu chúng ta có thể chặt đứt dùng eo của chúng, khiến hai đầu không thể nối liền, thì người Kim nhất định sẽ đại loạn.
Sau đó chúng ta sẽ nhân cơ hội truy sát, giành lấy thắng lợi. Xem ra người này đúng là phúc tinh của Hàng Thế Trung ta rồi. Chúc mừng tướng quân. Ngửi mùi rất thơm, mùi thử đi. Nô gia đề nghị chúng ta nên gọi nó là bánh định thắng. Bánh định thắng. Vậy hãy gọi là bánh định thắng. Nương nương. Nương nương. Nương nương. Người làm sao vậy? Nương nương. Người không sao chứ nương nương? Nương nương. Ta không sao. Nương nương, nhưng mà ta nói cho người biết. Nương nương. Dù ta có xảy ra chuyện gì, các ngươi nghe ta dặn, cũng không được nói cho tứ thái tử. Đã biết chưa? Dần thưa nương nương, nô tỳ đi lấy nước nóng cho nương nương. Các ngươi đỡ nương nương về phòng. Nương nương, về phòng trước đi. Cẩn thận. Cẩn thận. Hàng Thế Trung dẫn một đám đàn bà để kêu gào ủng hộ, thế mà khiến các dũng sĩ Đại Kiên khiếp sợ. Các người đúng là phế vật vô dụng. Chuyện này nếu truyền về Thịnh Kinh, hoàng thượng và Niêm Hãn sẽ nghĩ về tai thế nào? Các người chọn tự tử để tạ tội hay là muốn bị ném cho cá ăn thịt đây? Tự thái tử, đang lúc đánh trận mà lại trừng phạt tướng sĩ, e rằng lòng quân hỗn loạn, chỉ bằng bảo Hạ Kim Ô dẫn thêm mấy tên thuộc hạ lấy công chuộc tội. Ta phong cho người trận sau là tiên phong.
Tạ ơn Tứ Thái Tử. Tiểu nhân thề sẽ cố gắng hết mình. Bây giờ người nam dùng thuyền giống như các dũng sĩ đại kim dùng ngựa. Hoàng Thiên Đảng vị trí ưu việt, dựa vào núi trước là sông, hơn nữa địa thế hiểm trở, là một địa điểm rất tốt để phòng thủ. Bây giờ vấn đề then chốt của chúng ta là làm thế nào để phá được nó. Theo lời của quân sư, bây giờ chúng ta đã trong tình trạng nguy khốn, thì có diệu kế gì để phá địch đây? Chúng ta có đánh lên bờ được hay không? Đánh lên bờ là không thể. Nếu chúng ta lựa chọn cách đánh lên bờ, ngộ nhỡ trên bờ bị đại quân của Nhạc Phi mai phục, đến lúc đó chúng ta sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vậy chúng ta làm thế nào đây? Thái tử, nương nương, nương nương bị chảy máu. Bẩm Tứ Thái Tử, quý phi vì đi xe và thuyền chất giả chịu nhiều sợ hãi nên không thích ứng kịp. Tiểu nhân cho rằng đây không phải là lần đầu tiên quý phi bị chảy máu, e rằng làm sao, e rằng khó giữ đứa bé. Ta bảo người trị bệnh cho phi, nói như là để vô ích. Ích gì chứ? Tiểu nhân bất tài, tiểu nhân chỉ là một người lên núi thái thuốc. Thái tử à, chỉ bằng hãy đưa quý phi lên bờ đi, rồi tìm một đại phu vật giỏi để dưỡng thai nhi, đó là cách vẹn toàn nhất đó. Các người đi tìm cho ta một lang trung giỏi nhất vậy đấy cho ta. Tử thái tử xin đừng lo lắng, bây giờ mọi người trên bờ đều đã chạy hết rồi, rất khó lòng để tìm một đại phu. Không quan tâm, các người đi ngay cho ta, tìm được mới thôi. Dần Linh Nhi à, là ta đã khiến nàng phải chịu khổ. Là Linh Nhi, Linh Nhi không giữ được cốt nhục cho Tứ Thái Tử. Ta chỉ cần Linh Nhi bên cạnh, mọi thứ đều không quan trọng. Trong lòng của Thái Tử có cả một thiên hạ, còn Linh Nhi chỉ là một nữ nhi bình thường. Linh Nhi à, nàng nhất định phải cố gắng lên. Ta nhất định sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này. Nữ nhi người Kim không ai ham sống sợ chết cả. Mời tướng quân cạn. Mời phu nhân. Nào, cạn. Cạn. Hai tướng quân, người đến rồi. Thuộc hạ nhà phi Phó Khánh, Dương Tái Hưng. Xin chào hai tướng quân. Không cần đa lễ. Ta biết Nhạc Phi ở Quảng Đức đã thắng một trận còn lớn hơn nữa, lấy lại được Thành Kiến Khang, bây giờ còn dẫn quân đến Hoàng Thiên Đảng để trợ giúp. Thật là vất vả cho các huynh đệ quá. Đại ca nói nguyện cùng Hàn tướng quân giàu sinh ra tử. Tốt. Phó huynh đệ, ta nghe nói rồi, người đã chế tạo ra một binh khí rất lợi hại. Vậy khi nào mới làm cho Hàn Thế Trung ta đây? Hàn tướng quân chê cười, chỉ cần ngài không chê thì đó là vinh dự cho Phó Khánh. Ngồi đi. Tạ ơn tướng quân. Mời ngồi. Trên sông rất lạnh, Phó huynh đệ và Dương huynh đệ uống chút rượu cho ấm nhé. Nào, đa tạ ý tốt của phu nhân. Nhưng mà sao thế? Ta biết vị vị huynh đệ tủ lượng rất tốt, hôm nay sao lại không giữ thể diện cho ta vậy? Hàn tướng quân xin được hiểu lầm, chỉ là đại ca đã dặn lần này ra đây không được uống rượu ạ.
Thì ra là Nhạc Phi đã hạ lệnh cấm các người uống rượu. Đó là quy định của Nhạc gia quân. Cũng đừng quên hôm nay là ở Hàn gia. Hôm nay Hàn Thế Trung ta gỡ bỏ lệnh cấm uống rượu của Nhạc Phi. Thế nên các người muốn uống bao nhiêu thì uống. Nào. Được. Vậy thì xin đa tạ Hàn tướng quân. Đa tạ tướng quân. Cạn. Các người có diệu kế gì để đánh lại Hàn Thế Trung không? Giờ chỉ còn cách Tứ Thái Tử đích thân đi gặp Hàn Thế Trung nói chuyện trước. Hàn Thế Trung là cái thá gì? Phải cần Tứ Thái Tử đích thân xuất mã. Tứ Thái Tử nên lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không thể vào hang cọp. Ta sẽ đi gặp hắn. Lần này chúng ta sẽ ở Hoàng Thiên Đảng, Giáng Long Loan, giữ chân Ngọc Thuật. Ta thấy lần này hắn có một cánh cũng không chạy thoát. Hàn tướng quân quá thật anh minh. Nào cạn. Cạn. Khởi bẩm tướng quân, Tứ Thái Tử Kim Ngọc Thuật phái người đưa thư đến, mời ngài lên trên gặp nhau. Hay là để thiên tướng dẫn chàng đi trước. Ta cũng đang muốn gặp hắn đây. Chuẩn bị thiền. Ta nghe danh Hàn tướng quân từ lâu, hôm nay vinh dự được gặp. Sao Tứ Thái Tử phải khách sáo như thế? Kể từ khi người giành được binh quyền từ tay Diêm Hãn, đã tàn sát bao nhiêu bách tính Đại Tống. Người nói bách tính Đại Tống chúng ta có ai mà không biết? Quy danh Tứ Thái Tử chứ, chế giễu ta sao? Mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý. Nếu như người để ta qua sông, ta hứa sẽ đa tạ Hàn tướng quân. Nếu không muốn hai bên đánh nhau thì ta sẽ cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta, đảm bảo ngươi sẽ được yên ổn. Đợi đến lúc hai bên giảng hòa, ta sẽ đích thân đưa Tứ Thái Tử về. Ta đồng ý, sẽ tặng hết tất cả ngọc ngà châu báu. Chỉ cần Hàn tướng quân cho ta một đường lui, thả ta về phía bắc. Từ đây Đại Kim Đại Tống lấy con sông này là danh giới. Ta sẽ thả Triệu Thị Nhị Đế vĩnh viễn không xâm chiếm nữa, kết làm huynh đệ. Tử Thái Tử xưng là huynh đệ, thật là có thành ý. Nhưng từ phía nam Yên Sơn vẫn là đất của Đại Tống ta, lẽ nào ngươi không định trả lại sao? Tên nhà Hàn này dám mặc cả với ta sao? Hoàng thượng giờ là như Bồ Tát qua sông, khó giữ tính mạng. E là nhất thời không lo được nhiều như vậy đâu. Nhị Thái Tử à, ngươi cười gì thế? Hoàng thượng các người chạy đến bờ biển,
ngươi lại lấy danh nghĩa để giảng hòa, trốn mất ở Đại Kim. Hoàng thượng các người chạy đến bờ biển, ngươi lại lấy danh nghĩa để giảng hòa, trốn mất ở Đại Kim. Nếu như lần bảo tháp này qua đi thì ngươi lại tiếp tục quay về, rồi tiếp tục giữ chức tham trí chính sự của ngươi. Nếu như tiểu triều đình bị diệt vong, vậy thì ngươi sẽ ở lại đây làm một chức quan nào đó cho Đại Kim. Tần đại nhân à, ngươi tính toán thật giỏi đó. Năm đó ta cứu ngươi từ thành Ngũ Quốc mà ra, không phải là vì muốn ngươi làm quan thần cho Đại Kim, mà ngươi phải quay lại. Hơn nữa còn phải giành được quyền trong tay. Sao tại hạ lại không muốn làm chức tể tướng chứ? Quyền quy đầy mình, dưới một người, đứng trên vạn người. Nhưng những chuyện như vậy không phải một sớm một chiều là có được. Ta có thể cho ngươi một thời gian, nhưng ta không muốn chờ quá lâu. Tại hạ hiểu. Tử thái tử đang gặp nạn ở Hoàng Thiên Đảng, ngươi đã nghe chứ? Tại hạ đã nghe qua. Hoàng Thiên Đảng là một ngõ cụt, Hàng Thế Trung rất giỏi thủy chiến. Nếu muốn cứu tử thái tử ra, liệu còn phải tìm ra kế vẹn toàn nữa kia. Vậy theo Tần đại nhân có kế sách gì hay không? Năm Tĩnh Khang, Đại Kim đã lấy từ Đại Tống rất nhiều lễ khí pháp vật trong số đó. Chắc chắn là có bản đồ thiên hạ châu quyện. Ta đã được thấy. Tại hạ có thể mượn mang về nghiên cứu có được không? Được, không vấn đề. Tốt, vậy chuyện của Tứ Thái Tử cứ để tại hạ lo. Vậy Thái Tử, tại hạ còn có một chuyện muốn thỉnh cầu. Tại hạ muốn dẫn một người đi. Ai? Vì Thái Hậu. Vì Thái Hậu và Hoàng Thượng tình cảm sâu nặng. Nếu lần này tại hạ có thể đưa bà ta về thì Hoàng Thượng sẽ không nghi ngờ tại hạ, mà còn có thể nhìn tại hạ bằng con mắt khác nữa. Thế thì tại hạ có thể bình yên vô sự mà lo liệu mọi chuyện. Còn với vị Thái Tử, đó chẳng phải là một việc tốt lành hay sao? Chuyện này ta không thể đồng ý được, nhưng ta có thể xem như không biết. Người có hiểu ý ta chứ? Đa tạ nhị Thái Tử. Tội thần tần cối, xin thỉnh An Thái Hậu. Tần đại nhân, ngươi từ xa ngàn dặm đến đây là có công mới đúng, sao lại là có tội chứ? Thái Hậu ở Ngũ Thành chịu khổ, nhi thần lại không thể chuẩn bị ngựa xe đến gần đó, đó chính là tội của thần. Đại nhân thật biết đạo lý, mau đứng lên đi. Đa tạ Thái Hậu. Bẩm Thái Hậu, những ngày qua Hoàng thượng ở trong cung, không ngày nào là không nhớ người. Hoàng thượng mỗi lần nhìn người trong tranh lại chau mày buồn bã. Ta cũng rất nhớ Hài Nhi. Ngày nào chưa về được Đại Tống, ai gia không thể nào yên giấc được. Thái Hậu, thế nên lần này di thần đến, ngoài việc thỉnh an ngài, còn có chuyện muốn hỏi. Ngài có đồng ý cùng Tần Mỗ vượt ngàn dặm
trở về không? Cùng đi với ngươi sao? Ai già ngày đêm đều chờ mong cơ hội đó. Nếu người đã nói như vậy, Tần Cối sẽ sắp xếp mọi việc để làm ăn, canh phòng cẩn mật. Ta có vượt qua nổi không? Nếu chỉ có một mình Thái Hậu thì Tần Cối sẽ có cách. Một mình ta sao? Thế thì Thái Thượng Hoàng, làm sao đây? Nếu Thái Hậu vẫn chưa quyết định được thì có thể suy nghĩ. Tần Cối ngày mai sẽ xuất phát. Nếu Thái Hậu không đồng ý đi cùng với Tần Cối, cũng có thể viết thư gửi về. Tần Cối sẽ mang về cho Hoàng thượng. Tần Cối sẽ làm được điều đó. Cấp trên có lệnh hôm nay phải kiểm tra hành lý những ai qua lại. Biết rồi. Dừng xe. Tần đại nhân, hôm nay chúng tôi nhận được mệnh lệnh tất cả những người qua lại phải kiểm tra thật kỹ hành lý. Được, các người cứ kiểm tra đi. Tôi không khách sáo. Người đâu? Nương nương của chúng tôi không tiện tiếp khách. Tránh ra. Nương nương không tiện gấp khách. Có chuyện gì cứ để chúng tôi bẩm báo lại. Đi. Đi. Đi mau. Đi đâu thế? Vào trong. Vào trong. Đi đâu? Vào trong đi. Ta không đi mà. Đi mau lên. Ta không đi. Phụ hoàng. Phụ hoàng. Thái thượng hoàng. Đi. Nhanh lên. Đi. Đứng lên. Có thấy Thái Hậu không? Vẫn chưa. Tù binh đại tống nghe đây, phát hiện có một tù binh tống chạy ra ngoài thành, lính canh thành vẫn chưa bắt được. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội. Nếu như tên tù binh bỏ trốn đó tự mình đầu thú, chúng ta sẽ bỏ qua. Nếu trong vòng một canh giờ người đó vẫn chưa xuất hiện, chúng ta sẽ chém đầu Thái Thượng Hoàng của các ngươi để thị quy. Người các ngươi tìm có phải là Ai Gia không? Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện à? Đi. Đi. Mau lên. Tần đại nhân, không còn sớm nữa. Nếu không đi e rằng đêm sẽ tìm nhà trọ rất khó. Đi thôi.
đi. Trương Hiển, ngươi dẫn 2.000 quân tinh nhuệ ra bờ biển đón thánh giá, phổ tống hoàng thượng về Lâm An hồi cung. Rõ. Đại ca yên tâm. Mạc tướng phụng mệnh nhạc tướng quân đến đây trước để mời hoàng thượng lên bờ. Người nói thật đó chứ? Dân. Tốt quá, Triệu Đỉnh. Có thật. Truyền lệnh của Trẫm, căn buồn. Trẫm phải trở về ngay. Dân. Chàng đã về rồi sao? Thế nào hả quan dân? Mọi chuyện tốt chứ? Cũng không gặp nguy hiểm. Mau lên, mau lên. Làm nhanh lên. Được, đặt ở đây. Mau lên, mau lên. Mau ra ngoài đi. Xem ra vị thái tử cũng không bạc đãi chàng rồi. Nàng nghĩ rằng những thứ này tự nhiên mà có sao? Sao vậy? Nhị thái tử bảo ta phải nghĩ cách, nhất định phải cứu tứ thái tử thoát khỏi hoàng thiên đảng. Chàng có cách chưa? Nghe nói sau khi kiến ra thất thủ, Đỗ Xuân đầu hàng người Kim. Chàng ở đó có gặp ông ta không? Gặp rồi. Ông ta thì thế nào? Có được trọng dụng không? Cho dẫu đầu hàng thật, nhưng rốt cuộc vẫn là người Hán. Người Hán ở đó cũng bị khinh thường, dạng phần. Muốn được trọng dụng thì thấy rất khó. Chỉ bằng giống như chúng ta, không đắc tội với cả hai bên, nhận lợi lộc từ cả hai bên, tùy cơ ứng biến, theo thời cơ hành sự. Quan nhân à, chàng nói có đúng không vậy? Lão già, biệt ất đến rồi. Vào đi. Thảo nhân là biển ất, thỉnh giáo Tần đại nhân. Tấm bản đồ này là do ngươi vẽ sao? Dạ đúng. Ngươi thông thạo địa hình hoàng thiên đảng như vậy, nhất định sẽ có kế thoát nạn. Tần đại nhân, tiểu nhân không dám, không dám làm việc cho quân Kim. Cầm đi. Con trai người bệnh nặng như vậy, người không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ? Con trai của tôi, con trai của tôi ở đâu? Người, người đã làm gì nó? Hắn đang ở chỗ ta. Ta muốn tìm một đại phu giỏi nhất để trị bệnh cho hắn. Người Tần Cối, rốt cuộc người muốn gì? Nghĩ cho kỹ đi. Hoàng thượng về rồi. Cung nghênh hoàng thượng hồi cung. Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế.
Tần đại trưởng. Diệu công công, hoàng thượng đã đồng ý triệu kiến ngài. Tốt quá. Đây là một chút lòng thành. Không, cứ nhận đi, mời Tần đại trưởng. Thần Tần Cối khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng, cuối cùng người đã trở về. Đúng là hồng phúc tề thiên, tổ tiên tích đức. Hoàng thượng, người đi đường vất vả, thần không thể ở bên cạnh chăm sóc, đúng là tội đáng muôn chết. Đứng lên đi. Tạ ơn hoàng thượng. Người đi lâu như thế, ta còn tưởng rằng người gặp nạn rồi chứ. Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, dù đi đường hiểm nguy, hôm nay thần có thể quay về để gặp mặt hoàng thượng, quả là may mắn. Lúc ta trên biển chịu bao khổ sở, ngươi ở đâu? Bây giờ thì nói chuyện bình an, ngươi lại về. Ngươi đó, thật biết chọn đúng thời cơ. Bẩm hoàng thượng, thần biết mấy ngày nay hoàng thượng trở về, thế nên ngày nào cũng chờ ở hậu tể môn để xin kiến giá. Vì có chuyện quan trọng bẩm báo trung thừa đại nhân, hoàng thượng mới vừa hồi cung, long thể bất an. Có chuyện gì thì ngày mai hãy lên triều mà bẩm báo. Hoàng thượng, việc này vô cùng cấp bách, không thể kéo dài. Tần đại nhân, lúc trước vài vị đại thần của Đại Tống và ngài cùng đi thành Ngũ Quốc, sao những người quay về không lên triều tấu chuyện, mà chỉ có một mình Tần đại nhân thôi? Đó là gì? Số họ không may mắn, quân kim hiểm ác, có người bị nhốt vào ngục, có người bị mất đầu. Nói như vậy thì bọn họ bị người kim giết hại. Tần đại trưởng. Diệu công công, hoàng thượng đã đồng ý triệu kiến ngài. Tốt quá. Đây là một chút lòng thành. Không, cứ nhận đi, mời Tần đại trưởng. Thần Tần Cối khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng, cuối cùng người đã trở về. Đúng là hồng phúc tề thiên, tổ tiên tích đức. Hoàng thượng, người đi đường vất vả, thần không thể ở bên cạnh chăm sóc, đúng là tội đáng muôn chết. Đứng lên đi. Tạ ơn hoàng thượng. Người đi lâu như thế, ta còn tưởng rằng người gặp nạn rồi chứ. Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, dù đi đường hiểm nguy, hôm nay thần có thể quay về để gặp mặt hoàng thượng, quả là may mắn. Lúc ta trên biển chịu bao khổ sở, ngươi ở đâu? Bây giờ thì nói chuyện bình an, ngươi lại về. Ngươi đó, thật biết chọn đúng thời cơ. Bẩm hoàng thượng, thần biết mấy ngày nay hoàng thượng trở về, thế nên ngày nào cũng chờ ở hậu tể môn để xin kiến giá. Vì có chuyện quan trọng bẩm báo trung thừa đại nhân, hoàng thượng mới vừa hồi cung, long thể bất an. Có chuyện gì thì ngày mai hãy lên triều mà bẩm báo. Hoàng thượng, việc này vô cùng cấp bách, không thể kéo dài. Tần đại nhân, lúc trước vài vị đại thần của Đại Tống và ngài cùng đi thành Ngũ Quốc, sao những người quay về không lên triều tấu chuyện, mà chỉ có một mình Tần đại nhân thôi? Đó là gì? Số họ không may mắn, quân kim hiểm ác, có người bị nhốt vào ngục, có người bị mất đầu. Nói như vậy thì bọn họ bị người kim giết hại. Còn Tần đại nhân thì nhất định được người kim trọng dụng phải không? Triệu đại nhân, ngài nói như vậy, hạ quan không gánh tội nổi đâu. Hạ quan chỉ là biết giữ mồm.